lớn á thì là giống như là mình ngồi mình bán, mình cứ hồi hộp phun trào như là núi lửa phun lên thấy ghê sợ quá à. Nó ở dưới đó dòi lên liền vậy. Mình mang tiếng là thành phố Thủ Đức đâu mẹ, trời đất ơi, thành phố Thủ Đức mà bây giờ nó ngập như dòng sông là sao? Nè, ở trong nè, em thấy không, ở trong nè. Coi như là mưa là phải dẹp, mưa là phải dẹp. Bây giờ không có bán buôn gì, kiếm gì dọn ra chơi vậy? Nè, nó quá trời ni lông chặn hết trơn rồi. Mua cái là chặn, lấy ni lông rồi chặn là hết. Bán giải mà tưởng tượng như là bán rác vậy đó. 80 tuổi giờ còn mấy bằng nước nè, của cải mình cũng làm chứ. Lần nào cũng quét hết, lúc nào cũng quét, không có lần nào không quét. Chứ không quét một lát nó xình non nó đóng một lớp như vậy là dơ lắm. Năm nay ba trận đều ngập, ngập vô nhà hết luôn. Không tới nửa tiếng là ra thấy nó lên rồi, có lẽ cấp kỳ luôn, không hiểu sao. Mua ghế rồi nâng lên cho nó cao, rồi hai trận tiếp theo là nó vô vậy á. Rồi ngày thứ lần thứ ba cô mới xây cái này lên. Thì nâng đường là sẵn nâng lên luôn đó. Rồi nó nâng lên đó thì nó có mưa thì nó không có đến nổi. Năm nay sao ghê quá. Nói chung là mấy cô cũng có kinh nghiệm rồi. Ở đây mình là ngập mấy chục năm đâu phải mới ngập. Lúc mà làm mình cũng mừng quá trời luôn. Nói trời ơi, làm xong rồi là hết ngập là giống như là mình cũng yên tâm. Nói lúc mà cống làm tụi ơi, tụi mừng còn hơn gì. Nghĩ là trời ơi, chắc kỳ này là mình hạnh phúc lắm, mình thoát được cái cảnh khổ rồi. Trời hỏi là nó mở cống quá lớn mà mình thấy mình yên lòng luôn. Cái cống rất là bự, bên đây cái cống bự thiệt là bự. Rồi hai ba cái cống nhỏ nhỏ mà sao nổ biết ngập sao biết. Cũng không ngờ là khi mà làm xong thì nó lại ngập nặng hơn. Bây giờ cứ nước hồi hộp không à, nước lên là ngập, nước lên là ngập. Mà trời ơi, nó hồi hộp nó còn khổ hơn mà lúc mà cống chưa có làm nữa. Khu vực này là vùng trũng và các tuyến đường là nối qua chợ Thủ Đức thì rất là dốc. Cho nên này khi mà có lượng mưa lớn thì nó tạo một cái dòng chảy rất là xiết và gây ra vấn đề ngập ở chợ Thủ Đức. Để mà có thể giải quyết vấn đề ngập toàn diện cho thành phố Thủ Đức, đầu tiên là cái hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân. Cái thứ hai là hệ thống thoát nước đường Dương Văn Cam, đường Đặng Thị Rành, đường Hồ Văn Tư, đường Cao Văn Kinh. 40 tuyến đường này là xung quanh chợ Thủ Đức thì hiện nay 40 tuyến đường này là ngập rất là sâu là do là chưa có hệ thống thoát nước. Và cái thứ ba là mở rộng cái khẩu độ ở chỗ cầu ngang, cái đập cầu ngang từ 5m lên 9m. Cái thứ tư nữa đó là mở rộng cái đập Thủ Đức. Thì đây là một cái công trình trọng điểm của thành phố Thủ Đức, cái vốn đầu tư khá lớn gần 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên cái này chưa được triển khai. Và cái thứ năm là cái điều tiết cái triều cường ra vào đập Thủ Đức. Thì trong năm cái giải pháp đó hiện nay chỉ mới xong được một giải pháp là công trình, đó là hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân. Cho nên nếu mà nói về tổng thể thì khu vực Thủ Đức khi mà có mưa lớn và có triều cường thì nó vẫn ngập. Mưa là đóng cửa à, chứ đâu buôn bán được. Giờ con mà mở ra là nó sẽ nước nó dâng đường tới đây luôn rồi, đường hư đồ hết sao. Trời, nước lên nước mắt chuyện rớt nữa, vì nó quá cực khổ với tụi chị. Bây giờ cấp trên người ta xuống người ta coi lại, có thể là người ta móc cống xình lầy không à. Nói chung là bây giờ bối rối coi nhà nước có cái biện pháp nào giúp mình không, chứ sao nước nó vẫn ngập mình khắc mắt vậy thôi.